Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Út Miền Tây. Hôm nay mình sẽ làm món chà bưởi theo kiểu miền Tây với sợi dai giòn giòn sực sực, ăn rất ngon luôn ạ. Sợi bưởi của mình làm sẽ rất là trong, giòn và không bị đắng. Các bạn hãy thử làm theo cách của mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ gọt sạch cái vỏ xanh của bưởi ở phía ngoài và mình lóc sạch cái phần ruột mềm ở bên trong nữa ạ. Phần vỏ và ruột mềm này thì mình làm cho sạch nhé các bạn. Tại vì nếu bạn gọt mà còn cái vỏ xanh á, thì bưởi lúc mình làm sẽ bị đắng ạ. Và cái vỏ ruột mềm ở bên trong mình gọt không kỹ á, thì lúc mình làm chà bưởi thì bưởi của mình nó sẽ bị mềm và không giòn ra. Đây là mình đã gọt xong rồi nè. Các bạn gọt theo như mình là được nhé. Tiếp theo là mình sẽ cắt bưởi theo hành sợi ạ. Mình cắt mỏng từng sợi vừa ăn nhé các bạn. Bưởi sau khi mình cắt hành sợi rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho vào một ít muối để mình bóp nhé các bạn. Muối này có tác dụng là mình bóp để cho cùi bưởi của mình không có bị đắng đấy ạ. Mình dùng sức mình bóp cùi bưởi thật mạnh tay nhé các bạn, cho các cùi bưởi nó như muốn là bây giờ bợp đi á, bợp đi để cho nó ra phần nước đắng á các bạn. Bây giờ mình sẽ vắt cái phần nước ra nhé. Khi các bạn bóp với muối mà thấy nó chưa có ra nước nhiều á thì các bạn có thể cho thêm một ít nước, một chút xíu nước thôi nhé các bạn, để cho nước muối mình nó ra để mình bóp cho nó dễ đấy ạ. Còn bạn nào mà mạnh tay thì mình có thể dùng sức mình bóp với cùi bưởi thì muối và cùi bưởi nó cũng tạo ra nước nữa ạ. Sau khi cùi bưởi mình đã bóp chung với muối rồi á, nó ra nước thì bây giờ mình sẽ vắt khô cái phần cùi bưởi đi ạ. Vắt thật mạnh tay để cho các cùi bưởi của mình nó khô ráo luôn nha các bạn, để cho cái phần nước đắng của bưởi nó cũng bớt đi ạ. Là mình sẽ đem xả lại với nước lạnh nhé các bạn. Mình sẽ xả lại đến khoảng 4-5 lần nước lạnh nhé, cho cái phần muối nó sạch đi ạ. Mình vừa chế nước, mình vừa nhồi
mình bóp cái phần cùi bưởi với nước để cho cái muối trong cùi bưởi lúc nãy mình bóp á, nó sạch đi, nó không có còn mặn trong bưởi nữa nha. Sau khi mình đã xả sạch với nước lạnh rồi thì bây giờ mình sẽ đi đem luộc sơ qua với nước sôi nhé các bạn. Phần nước sôi này thì mình có bỏ vào một ít phèn chua nữa nhé, để cho cùi bưởi của mình khi luộc thì nó sẽ có độ giòn ạ. Các bạn bỏ lên luộc cho khi nước nó sôi lên thì mình vớt ra nhé. Sau đó thì mình lại xả với nước lạnh nữa để mình vắt cho nó sạch cái phần phèn chua lúc nãy á, thì mình sẽ bỏ vào một cái túi vải cho dễ vắt nhé các bạn. Nếu nhà nào nhà các bạn không có túi vải á thì mình có thể vắt bằng tay cũng được ạ. Ở đây thì mình dùng túi vải mình vắt để cho cùi bưởi của mình nó được khô ráo và nó sạch, nó dễ vắt hơn ạ. Tiếp theo đó thì mình nấu khoảng 500ml nước và 200g đường cát nhé các bạn. Mình nấu cho nó tan đường để một lát nữa mình luộc phần cùi bưởi ạ. Đây cùi bưởi mình đã vắt xong rồi nè. Nhìn rất là khô ráo luôn ha. Mình vắt bằng túi thì nó sẽ dễ rất là khô và nó không có bị nát nha các bạn. Đây là nước đường mình đã nấu xong rồi nè. Mình nấu đường nó đã tan đều hết rồi. Đợi đường sôi lên thì mình sẽ bỏ phần cùi bưởi lúc nãy vào mình trộn ạ. Mình trộn nước đường với cùi bưởi để cho cái cùi bưởi của mình nó có độ ngọt nhé các bạn. Ở đây thì mình trộn nước đường với cùi bưởi với một lượng vừa đủ thôi ạ. Tại vì một lát nữa mình sẽ trộn chung với phần bột năng nữa, cho nên nếu mình chế nhiều nước đường quá thì phần bột của mình nó sẽ bị loãng đi ạ. Mình trộn đều cho các cùi bưởi nó thấm với nước đường ạ. Tiếp theo là mình sẽ trộn cùi bưởi với phần bột năng mình đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Mình cũng cho bột năng vào từ từ, một lượng vừa phải thôi ạ. Sau đó mình sẽ nhồi với cùi bưởi. Mình trộn đều lên cho phần bột với cùi bưởi nó thấm đều hết ạ. Mình cứ cho từ từ vào cho đến khi lượng bột năng và cùi bưởi nó vừa đủ là được nha các bạn. Cho các cùi bưởi nó khô đi á, thì một lát nữa mình luộc thì sẽ rất là ngon ạ.
là mình đã trộn xong cùi bưởi với bột năng rồi đó ạ. Mình cứ trộn lần lượt cho đến khi các cùi bưởi nó khô đều, áo đều bột như thế này là được ạ. Thì mình sẽ đi luộc cùi bưởi nhé các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi, một thao nước lạnh và một thao nước lạnh có bỏ đá vào. Đây nước bắt đầu sôi rồi nè, thì mình sẽ cho cùi bưởi lúc nãy vào nhé các bạn. Mình sẽ cho cùi bưởi đã nhào với bột năng vào. Các bạn lưu ý là mình bỏ vào luộc á, thì mình đừng có đảo nhiều quá nhé. Vì mình đảo nhiều quá thì cái phần bột vừa mới áo á, nó sẽ bị rớt ra ngoài ạ. À. Mình cứ để cho khi nào mà cùi bưởi nó sôi lên, mà các bạn thấy các cùi bưởi nó trong hẳn lên nè, thì mình vớt ra được rồi nhé các bạn. Đây cùi bưởi của mình nó đã trong rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra thao nước lạnh đã chuẩn bị lúc nãy. Để cho cái hơi nóng nó hả hơi ra bớt á, thì mình sẽ vớt ra bỏ liền vào thao nước đá cho cùi bưởi của mình nó được giòn đi ạ. Các bạn lưu ý là khi vớt cùi bưởi ra thì mình cho vào một thao nước đá lạnh thiệt lạnh nhé. Để cho cùi bưởi của mình nó sẽ có độ giòn đó các bạn. Nhìn sao bưởi rất là ngon, giòn, ngọt và không bị đắng nha. Chúc các bạn xem clip vui và nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.